cục nóng máy lạnh nổ như bom, gây tai nạn chết người. Một tai nạn ít người nghĩ đến nhưng đã xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, làm cho một người thợ bị chết, một người bị thương nặng. Tại sao cục nóng máy lạnh lại nổ? Chúng ta sẽ phòng tránh tai nạn này như thế nào? Chuyên gia Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam VCGA nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nổ cục nóng điều hòa, trong đó có một phần nguyên nhân do người thợ chủ quan và không nắm chắc các kiến thức trong quá trình sửa chữa. Cục nóng điều hòa là bộ phận đảm nhận vai trò quan trọng của điều hòa sao cho việc vận hành suôn sẻ. Cục nóng sẽ gồm các lá nhôm ghép xít nhau, có nhiệm vụ giúp làm thoát nhiệt ra bên ngoài môi trường. Bộ phận này của điều hòa được bao bọc bởi lớp chắn bên ngoài có sơn tĩnh điện, khả năng cao người thợ thử kín bằng khí axi O2, dẫn đến hơi dầu máy hòa trộn với axi áp suất lớn, gây hiện tượng tự kích nổ của hỗn hợp dầu axi. Một nguyên nhân khác là sự cháy đột ngột của dầu do có lẫn không khí ở trong hệ thống máy. Trong quá trình thu hồi ga để sửa chữa hoặc để di chuyển dàn nóng, sự bốc cháy xảy ra khi nhiệt độ không khí tăng lên nhiều hơn nhiệt độ bắt lửa của dầu làm lạnh trong máy nén. Nếu nhốt ga quá lâu, khi hệ thống có rò rỉ, không khí lọt vào, hòa trộn với hơi dầu máy đủ tỷ lệ cũng tự kích nổ. Làm thế nào để phòng tránh tai nạn nổ dàn nóng máy lạnh? 1. Vị trí đặt cục nóng. Vị trí lắp đặt dàn nóng của máy điều hòa đóng vai trò vô cùng quan trọng để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra. Việc lựa chọn vị trí cần phải được tính toán cẩn thận, kỹ càng. Vị trí tốt nhất để lắp cục nóng điều hòa là ở khu vực có mái che chắn, không bị các tác nhân bên ngoài môi trường làm ảnh hưởng, để đảm bảo quá trình sử dụng được an toàn. Dàn nóng phải thực hiện lắp đặt ở những khu vực chắc chắn, có bờ tường kiên cố, hạn chế lắp dàn nóng ở khu vực gần cửa sổ, cửa nhôm hay đặt cục nóng ở những nơi không đảm bảo sự bằng phẳng về bề mặt, có dấu hiệu rung lắc khi vận hành. 2. Khí ga và chuyên môn người thợ. Khí ga điều hòa là loại khí ga chuyên dụng. Các loại phổ biến thường sử dụng là G22, G32, G410A. Trong quá trình sửa chữa, bơm nạp ga cần sử dụng đúng loại khí ga, theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh sử dụng khác loại, nhằm đảm bảo cho máy vận hành trơn tru nhất và cũng để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, kiến thức chuyên môn và tay nghề của người thợ cũng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự vận hành của máy lạnh cũng như đảm bảo an toàn. Do đó, khi cần sửa chữa hay di rời máy lạnh, bạn nên liên hệ những cơ sở uy tín. Nếu video cung cấp được thông tin có ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh.